Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cây này cho các bạn xem. Mình sẽ cắt tỉa cây này các bạn. Cây này nó cũng chín trái chín rất là nhiều rồi. Do đó mà nó trổ 2-3 đợt các bạn. Do đó bây giờ mình phải chỉnh lại cho nó như thế an toàn. Đó, mình để cái máy đặt ở đây các bạn. Đó. Sẽ cắt tỉa lại hết. Cái nào mà nó ra ngoài dư mình cũng tỉa luôn nha các bạn. Cây này không quá nè, cái mà nó dư ngoài mình cũng cắt tỉa luôn. Cắt tỉa là phải cắt hết đoạn cho nó tới. Phới nó các bạn, mình không ngó tới nó. Giờ nó vậy nè, cắt bỏ những trái nào dư bỏ luôn, dư bỏ luôn trái. Những cái nhánh non này các bạn, những cái nhánh này nó phóng này nó không có trái đâu đó, do đó mình phải cắt tỉa mới ra thấy cái trái đó. Wow. Đây mình chỉnh rồi mình vô phân lại luôn các bạn. Cây này mình tỉa lâu rồi các bạn, nhưng mà không có công các bạn, thấy nó cũng không có cái gì. Thôi mình làm mấy cây kia, mà đến đây thì nó quá trời rồi các bạn, quá trời nhiều, không quá trời nhiều rồi các bạn. Cái này cái phong tàn rất là lớn các bạn, phong tàn rất lớn.
do đó mình đặt máy quay hơi xa, nói chuyện nó hơi ấy nha các bạn. Vì khi nó không được lớn tiếng các bạn, tiếng không có lớn. Mình mua cái mic và cái mic nó hư sao. Cái này tặng riêng nha các bạn. Cái này tặng riêng. Ấy tàn này các bạn để cho nó nuôi trái các bạn, phóng ra mấy cái tàn này nó trái nó đều 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 kỳ lắm, trái nó lớn. Quay bên này cho các bạn xem. Đây nè, trái nè các bạn. Thấy trái không? Trái nhỏ, trái lớn quá trời luôn.
nhận mình cắt rồi. Những cái gì mà nó dư dư ra bỏ hết các bạn. Trái vậy nè. Ví dụ trái vậy cũng bỏ nè các bạn. Các bạn thấy không? Bỏ hết. Cây riêng nha các bạn, cái này bộ đế rất là lớn. Bỏ luôn, chắc ngành sữa là bỏ các bạn. Cái này trái này không đạt các bạn, hôm đó mình để trái á, cái nhiều quá mình coi các bạn xem á, nay cái nó có đạt theo mình là cái to này các bạn thấy không, thấy không, nó ra nhiều thì nó không có lớn nhưng mà nó ra thì nó cũng bằng ngón út mình nè, đó còn thấy đó, trái nè chín nè, đó, nó chín quá trời mọi người, cái trần đọt nè, nó trái nè, trái dày cũng phải cắt bỏ vào thì nó không được. Nhìn không được là phải bỏ. Đó, tổng thể cây nè các bạn. Qua. Wow. Dòng dòng cái nào không được cắt bỏ hết các bạn. Không có để thấy trái để lợi thì nhìn nó xấu cái cây đó nè, cái chùm này nó cây nè phải cắt bỏ luôn. Đây cái này là mình cắt bỏ, lát quay ngược lên cho các bạn xem. Cái này thì nó đủ tàn rồi các bạn, tàn thì nó dư tàn luôn cái đủ gì phải cắt bỏ tùm lum. Đó.
mà nó trong kẹt này mình cắt bỏ hết và nó không giải quyết được gì á. Nó làm cho cây để nuôi mấy nhánh ngoài trong kẹt này có trái nhìn cô không thấy đâu, do cắt bỏ hết. Lỗi bạn nha, mình vừa cầm cái máy mà vừa cắt này kia nọ nó rung nha. Đó. Cái gì làm cũng phải có cái lỗi của nó. Nó mình gai nè các bạn. Ở dưới lên quay lên cho các bạn xem nè. Gai không. Đây cây đủ tàn hết các bạn, tàn đây nè. Thấy không? Gốc rất là to đó, mình lo đo thông số này cho các bạn xem. Hoa to. Trái nè. Hết cái trái cho các bạn xem. Đây. Trái giờ cắt bỏ luôn. Quay nó cũng tạm thời các bạn nha, cái trái mà nãy dư ra nè, bỏ luôn. Đó. Đây, cái đây các bạn. Như đây dưới này nè các bạn, trái lòng thọng này nè, cắt bỏ luôn đi, không giải quyết được cái gì á dưới này. Nó quay dưới lên cho các bạn xem nè, cây này rất là to. Một lát rồi sẽ xử lý gốc này các bạn. Đó, trái to lắm. Trái nè các bạn, chín nè. Trong rập cái đó, nó rụng luôn. Rồi, cây cũng tạm thời các bạn. Tạm thời, quay tổng thể cây rồi cho các bạn xem đây. Mình xé nó rồi. Đó. Cây này các bạn. Trái nó chưa có chín nha các bạn. Chưa chín nha các bạn, chưa thấy rõ nha. Trái nó rất là nhiều nha. Trái nhiều lắm nha các bạn. Đây nó chín một số. Cây này nó bông 2-3 đợt, bởi vậy nó không có đều. Nè bên này cũng vậy nè bạn, trái nè. Cái cục luôn nè chứ không phải ít đâu nè, trái nè các bạn. Rồi. Mình sẽ đo thông số này cái mình kết thúc clip các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Tại vì mình làm nó cũng hơi bập chợp quá.
Quay dưới lên cho các bạn xem nè. Đó, không? Nó đủ hết thấy không? Đấy. Mình đo thông số cây này các bạn. Cái bệ đế nó các bạn. Cái bệ đế nó đây. Đo ngay chỗ thân này. Tới nó 68 được các bạn. Nó 5 thân. Chúng ta có 3 thân 5 thân. Còn cái này cũng là 23 thân. Cái thằng lớn nhất này. Cái tán ca, cái tán ngang nó các bạn rất là to. Quay cái tán ngang, đo cái tán ngang cho các bạn xem. Cái tán ngang ở đây. Cái này nó có chiều cao. Cao chính từ 1 mét các bạn. Cái tán ngang nó có 1,3. Ghê lắm. Quá. Rồi quay tổng thể là mình kết thúc clip các bạn. Đây, tổng thể cây đây. Quay hết các bạn xem nè. Tổng thể cây ạ. Trái rất là nhiều. Đây. Rồi. Đây, các bạn thấy trái không? Trái này. Trái rất là nhiều chứ không phải tại nó xanh nữa các bạn. Bạn không thấy. Rồi mình kết thúc clip. Nó là vậy. Mình coi nó dư chỗ nào là mình hốt chỗ đó.